Kính thưa quý vị, cá vàng được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật thủy sinh Nhật Bản. Mới đây, hơn 5.000 con cá vàng đã được trưng bày tại một cuộc triển lãm nghệ thuật thủy sinh của Nhật Bản, nơi mà chúng được đặt trong những chiếc bể cá đặc biệt trang trí bằng đèn LED, âm nhạc và cả hương thơm thoang thoảng. Theo ước tính, triển lãm nói trên đã quy tụ hơn 50 chiếc bể cá được làm từ nhựa và kính, trong đó bao gồm 14 chiếc bể cá nghệ thuật với 30 loại cá vàng đến từ khắp Nhật Bản. Triển lãm này là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi nghệ thuật Hidetomo Kimura, một người đàn ông bị ám ảnh bởi các loài sinh vật thủy sinh. Chính ông là người đã sản xuất ra những chiếc bể cá nghệ thuật, sau đó tô điểm thêm cho chúng bằng âm nhạc và mùi vị truyền thống của Nhật Bản. Từng có thời gian làm kinh doanh và là một người am hiểu về nghệ thuật thủy sinh, Kimura đã tìm cách gắn kết niềm đam mê của mình dành cho nghệ thuật, cá và truyền thống của Nhật Bản. Kimura đã bắt đầu sáng tạo bể cá nghệ thuật từ 7 năm trước và cho rằng những chiếc bể cá của mình chính là cách mà Nhật Bản thể hiện truyền thống trong thế kỷ thứ 21. Ở Nhật, hình ảnh của những con cá vàng thường được dùng để liên tưởng đến mùa hè bởi vì chúng mang lại hiệu ứng tươi mát dành cho mọi người xem. Triển lãm nghệ thuật thủy sinh nói trên đã được khai mạc chính thức vào ngày hôm qua. Theo dự kiến, triển lãm này sẽ được mở cửa cho đến tận ngày 23 tháng 9 năm nay.